Dạ, em xin mến chào quý cô chú anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 12. Đây là những tháng cận kề Tết rồi. Thì nói chung ra thì bên Mai Vàng miền Nam của em thì sẽ bắt đầu nhập những mặt hàng gọi là hàng chơi bông hay cả nhà. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ em. Ngày hôm nay thì bên Mai Vàng miền Nam của em về thì có một cây mai tàng rất là chuẩn ha. Cái này có số đo là cao 3 m, tán ngang 3 m, một thân một cốt giót đọt ha. Cái này cây thông cây. Tìm được những cái cây gì thì nói chung giờ cũng tương đối gọi là khó hay cả nhà. Cái thứ nhất là khó, cái thứ hai là quan trọng nhất là giai đoạn này mà đi mua ở dân á, mà những cái cây này giá thành rất là cao. Nhưng đến với kinh Mai Vàng miền Nam của em lựa chọn những cây tầm giá vừa phải để phục vụ cho quý cô chú anh chị em. Cây này là cây mai vàng bông diên năm 7 10 thôi ha cả nhà, chứ không có xác định nó là cây giảo ha. Cây quá đẹp cả nhà mình ơi. Đó, ngày hôm nay thì cho cu lông nó vô nó quay giùm em. Rồi, bước vô đo thông số cả nhà mình ơi. Rồi đo hoành em. Hoành eo, em đo hoành eo không ha? Ngang của đế là nhiêu? Rồi, 53. Con số quá đẹp. Cái này thì nói về vai đế của nó, tại vì mai tàng mình không có khai thác đế xuống mặt được. Bởi vậy là em sẽ làm sơ sơ thôi. Và cả nhà mình thấy không? Nó vừa đế bàn mà vừa đế cũ. Đó, em để cộng thước dây nè, từ đây nè. Cho coi cái cụ nở nó bao nhiêu đi lòng. Rồi ok. Để cho cả nhà mình coi nó nở như thế nào thôi nha. Chứ mình không có tính thước đo hoành hay là như thế nào. Tại vì thường thường cái vai đế này á, mình phải nhìn vô nó phải khác. Bao nhiêu? Một mét ha. Mét mười mấy. Rồi đo cái nồi đế đi em. Rồi em sẽ cho cả nhà mình coi cái vai đế của nó ha. Vai đế của nó thì mình không có khai thác xuống nè. Đó, rất là đẹp ha cả nhà. Có bên này thì không khai thác nhiều xuống được. Đây, cộng nào cũng đấy nó bự khủng khiếp luôn cả nhà. Bắp bắp gì không nè. Đó, bên này thì bị trống một chút xíu ha. Trống một chút xíu, chứ cái này là phun đế. Vai đế của nó này kia là quá khéo cả nhà. Đó, đây là cái dàn chân ha. Cái đường kính bầu hiện tại bây giờ là tầm khoảng chừng 1 mét lên tới 1 mét mốt ha. À, nói chung ra thì những cây này cô chú chị phải vô chậu lớn à. Rồi dàn chân bây giờ đã xong, giờ em quay dàn cốt. Dàn cốt cành thì nó thoát thân là từ dưới đóng lên trên là chưa được 4 tấc ha, chưa được 4 tấc. Cốt cành đây rất là bự ha, đó một thân một cốt nè, chi cành nó đóng thì thôi rồi luôn ha cả nhà. Cả nhà mình để ý bên Mai Vàng miền Nam của em trước giờ là rất ít là đi nhập những cây mai tàng về, nhưng có cái là với những cái cây mai tàng á mà tiêu chí của nó đạt đúng cái tiêu chuẩn mình đặt ra thì em có thể là em coi lại. Nhưng có cái với vấn đề mình đi mua cây á, quan trọng nhất là cái giá cả nó phải chăng, mình về mình giao lưu với khách hàng, chứ đôi khi mình mua cây đẹp quá về nhà mình bán cho ai đúng không, khách hàng cũng nói ừ tài bắn mắt này kia. Cái này về nhà dựng lại cho nó ngay lại chút xíu ha cả nhà, nó hơi siêu đây quá trời vai đế nó cả nhà. Đó, cây rất là khéo ha. Rồi em qua cái dàn tàng thì nó đều lắm ha. Này tại vì tàng nuôi thả tự nhiên mà nó sẽ không có được như là sạc ngang ra, nó hơi vươn lên. Cô chú chị về nhà dàn tàng xuống lại. Rồi em đứng kế bên em ôm cái cây nè, nó rất là bự ha cái nè. Đó, rất là bự luôn, thân cốt mà. Rồi giờ em sẽ báo giá. Cái này là cây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay. Em xin bằng phép cho luôn giá cô chú chị em 50 triệu em bao ship toàn quốc. Em bao ship trong nội thành miền Nam. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa nha. Giờ em lên cây số 2 à. Dạ rồi, bước vô cây số 2 của ngày hôm nay. Em xin lỗi tất cả mọi người vì ngày hôm nay lý do kỹ thuật em không có lên đo thông số được cho cả nhà mình. Em nhờ người em của em đo cho cả nhà. Đây là cu lông. Thì thường thường 7 giờ tối hàng ngày thì em nó có bán livestream bên kinh Mai Vàng miền Nam của em. Thì nói chung là anh em mình buổi tối đến coi livestream giải trí và muốn ủng hộ tiếp em lắm nha. Rồi, cái này là cây số 2, một cây thân trực quái. Đế thì không phải gọi là một cái đế VIP, nhưng em cam đoan với cả nhà mình trong ngày hôm nay bên em bán một cái mức giá rất là tốt để cho những anh em mình đang bắt đầu chơi mai vàng mua ủng hộ và sưu tầm ha. Rồi đó thông số đi em. Hoành được 30. Hoành 30. Chiều cao. Chiều cao được 51. Chiều cao 51. Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu 50. Nồi đế đi em. 91. Rồi nồi đế là 91 nha cả nhà. Rồi quay tổng thể. Cốt cành tương đối là đẹp, đường thân tương đối gọi là quái. Đế em sẽ không có đánh giá cao về nó. Nhưng với một cái cây mai vàng giá 2 triệu 250, ngày hôm nay
cô chú anh chị mua ủng hộ tiếp em là một cái mức giá rất là tốt. Riêng bên em không phải là nói ừ mình bán chậm, mình bán sale hàng, mình bán một cái mức giá thật là rẻ để cho anh em mình sưu tầm, không có. Ngày hôm nay những cái phô mai vàng của em đặt ra cái tiêu chí là mình phải bán hàng cho khách hàng đang bắt đầu tập chơi mai vàng có cơ hội mua những phô mai vàng đẹp giá rẻ. 2.250.000 em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0912256200, dậm lên cây số 3. Cái này đang nằm chậu 27-28 lọt lòng. Hiện tại bây giờ thì nói chung ra thì em đã làm cái bầu rất là gọn. Hôm bữa thì em cũng có lên giao lưu một lần, nhưng mà có cái thì thà mình trồng những cây lớn, còn những cây nhỏ mình chia sẻ lại cho anh em. Một cái mức giá 1 triệu em bao ship toàn quốc. Cái này rất xứng đáng ha. Rồi, đo thông số đi. Cái này cái sâu ha cả nhà. Quanh chỗ này là được 19. Quanh 19. Chiều cao là được 27. 27. Ừ, nồi đế đi. Nồi đế là 64. Rồi, nồi đế là 64 ha cả nhà. Nói chung ra thì cây á, thì nó chỉ được như vậy thôi. Em tả nhiều thì y gan như là mình đang tăng bốc cái cây của mình. Nói chung ra 1 triệu. Với một cái mức giá này, cô chú chị có thể mua được cái lô mai vàng sắp đế về sưu tầm, về bắt đầu tập chơi mai vàng. Rất là ý nghĩa ha. Rồi dòm lên cây số 4 ạ. À. À rồi, cây này là cây số 4 ha cả nhà. Một cây mai vàng thân quái, đo hoành đi em. Cây này có cành hồi cực kỳ gọi là nét. Hoành eo 24. Hoành eo 24 ạ. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Đường kính bầu của nó là 41. Đường kính bầu là 44. 41. 41. Cục đế của nó được 75 nha. Đó, bên em cả nhà mình thấy không? Anh em trong nhà thì thấy em đo hoành sao cho nó chuẩn thì anh em trong nhà đang bắt đầu à, làm theo em. Chứ không bây giờ mình đo cái hoành, cố gắng đo sao cho bự thì bên em sẽ không làm được. Cái này là một cây mai vàng thân quái đang nổi xù. Nói chung ra cái cốt cành của nó quái quái sao đâu á. À, thân thủ của nó thì nhiều người sẽ đảm bảo sẽ không thích những cái mẫu này. Nhưng với những anh em mình đang bắt đầu tập chơi mai vàng à, có thể mua những cái cây này giá ok. Thì em thấy rất là hợp lệ ha. Giá 2 triệu em bao ship toàn quốc. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Dậm lên cây số 5 à. Cái này là cây số 5 ha cả nhà. Một cây mập như con heo. Đó, đo thông số đẹp. Cái này đến tuổi trồng rồi nghe cả nhà. Hoành heo. Ừ. Chỗ này của nó là được 33. 33. Chiều cao là 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu là 40. Đường kính bầu 40. Chỗ này được 67 nha này. Cũ nồi đế được 67. Rồi quay trong tổng thể đi em. Ngày hôm nay nói chung ra anh em mình mua được giá ngày hôm nay, nói chung ra em đã nói rồi là những cái mức giá em giao lưu với tất cả mọi người để cho những anh em đang bắt đầu tập chơi mai vàng, hy vọng sẽ được anh em mình ủng hộ nha. Một cái mức giá 2.350.000 em bao ship toàn quốc. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Cây này hạ có độc chủ xuống nữa là tới công chuyện luôn nghe cả nhà. Rồi dậm lên cây số 6 à. Cây này là cây số 6 của ngày hôm nay. Một cây mai chật để rất là đẹp ha cả nhà. Đo thông số đi em. Cả nhà mình để ý bên mai vàng miền Nam của em thực sự ra trước giờ là hoành 20. Tìm những cây nó chuẩn ha cả nhà. Hoành 20. Chiều cao được 37. Chiều cao 37. Tiêu chí đặt ra là bonsai là phải có thân thủ đẹp. Nồi đế là 1m07. Nồi đế 1m07. Quay vòng tổng thể đi em. Đó đế gì thôi. Mức giá em giao lưu cả nhà mình luôn. Cây này 2.500.000. Em bao ship toàn quốc. Đó cô chú chị nhìn thấy không. Đường thân rất là lắc ha. Đó mình lấy cái này làm mặt tiền cũng được. Ê em quay mặt bên kia anh coi cái. Tới chút xíu. Mặt bên kia mặt tiền đẹp hơn hai cả nhà. Nồi đế sắt em đã báo giá rồi. Số điện thoại của em 0912256200. Hy vọng sẽ được quý cô chú chị em ủng hộ nha. Dậm lên cây số 7 ạ. À. Mai vàng rất là đẹp luôn. Cây này thì ở trên một cái đoạn clip thì em sẽ lên nhiều phân khúc để cho cô chú chị lựa chọn. Giống như cây này thì em sẽ lựa chọn cây có thể là cây đẹp của ngày hôm nay hay cả nhà. Đó, cây mình thú, nồi đế khủng hay cả nhà. Đó, rồi, đo hoành đi em. Quá đẹp. Hoành eo 23 hoành. 23 hoành chiều cao. Chiều cao được 4 tấc. Chiều cao 40. Rồi, cụ đế 1m14. Cụ đế 1m14, đường kính bầu nhiêu? Đường kính bầu của nó là 5 tấc. Đường kính bầu 5 tấc, cô chú chị về nhà ém vô chậu. Cây này chậu 45 được ha. Quá trời nồi đế luôn nghe cả nhà.
cốt 1 có, đọt chủ có, chi phong có, ba yếu tố vậy là đủ chơi cốt cành này. Còn nói về đế thì cái này em sẽ rất đánh giá cao về nó ha. Còn bông, riêng những cái lô mai này khi nào nó bao bông thì cô chú chị để zin, còn không bao bông thì cô chú chị chịu có ghét giùm em ha. Cái này thì đọt chủ em cắt rất là vót cây, mình nhìn cảm giác nó như gọng xê gì đó. Những cây mai nào mà có cốt cành một thì mình nuôi rất là nhanh, vài đế của nó sổ nó. Mình mua những cây tự nhiên chưa chắc gì đã có những cái lô mai đế như vậy, thì mình muốn có những cái lô mai đế sổ mà đặt gì thì phải qua bàn tay con người của mình hai cái nha. Đó, cây này là cây số 6, em xin bằng phép cho lưu giá cô chú anh chị em 4.750.000, em bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em 0912 256 200, giờ em lên cây. Dạ rồi, cây này là cây số 8 của ngày hôm nay, bắt đầu sale hàng, thân thủ đẹp, cốt cành đẹp ha cả nhà. Nồi đế tương đối, bấm giá luôn 2 triệu tài bao ship ha. Rồi đó thông số đi. Hoành được 23. Hoành 23. Được 42. Đế nè. Đế cái đầu 42. Đế của nó được 73. Rồi đế 73. Đường kính bầu là 40 nha anh em. Rồi, cây này cốt 1, cốt 2 có sẵn, rất là mau chơi ha cả nhà. Cây này đẹp, khéo, nó giá 2 triệu. Cô chú chị thấy cây này hợp lệ hay là không? Rồi, giờ em lên cây số 9 nè. Dạ rồi, cây này là cây số 9 ha cả nhà, một cây tán đầu đinh. Nói chung ra cây thì những cây tán đầu đinh thì cả nhà mình cũng biết rồi, lý do tại sao tán. Cái thứ nhất là nó đường thân nó đơ, xấu. Cái thứ hai, tiêu chí đặt ra cây lùng mình phải cắt, đúng không cả nhà? Bệt đế rất là khéo ha. Đo thông số đi em. Hoành được 18. Hoành eo 18. Nguyên cái cục đế của nó là được 1m06. Nồi đế 1m06. Chiều cao được 18. Chiều cao được có 18 nữa nghe cả nhà. Đường kính bầu của nó là được 45 nha. Đường kính bầu 45. Cây tán đầu đinh, em bấm giá luôn 1.6 triệu, em bao ship toàn quốc. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa nha. Nói chung ra những cái mẫu này thì em không có tả nhiều ha cả nhà. Rồi giờ em lên cây số 10 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 10, một cây bệt đế rất là khéo ha cả nhà. Đâu hoành đi em. Nồi đế hai mặt, một mặt được một mặt không ha. Ngày hôm nay em bán giá tốt lắm anh em ơi. Những anh em nào đang tập cho mai vàng tài giao lưu với cả nhà mình, bất kỳ cây nào tài cũng gửi thêm một cây kích rễ ha. 16 hoành. 16 hoành. Nồi đế đi em. Nồi đế là được 97. Nồi đế 97. Chiều cao là được 23. Chiều cao 23. Đường kính bầu được 45. Đường kính bầu 45. Đó, cây thì không tả nhiều, cây tán đầu đinh, nhưng mà em rất là thích những cái mẫu cây mà nó như ngọn núi vậy. Ngày hôm nay em sale cây này giá 2 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Giờ em lên cây số 11 ạ. Dạ rồi, cây này cây số 11 ha cả nhà. Cây này thì nó thú lết lết, cốt cành cũng tương đối bự bự ha cả nhà. Đo thông số đi em. Hoành được 22. Hoành eo 22. Chiều cao được 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu của nó là 35 nè. Đường kính bầu 35 ha cả nhà. Nồi đế chỗ này là được 70. Rồi, nồi đế được 70 ha cả nhà. Cây thì nói chung ra cũng khéo khéo, cũng xinh xinh, cũng dễ thương. Cây này thì em giao lưu cả nhà mình luôn 2.2 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Giờ em lên cây số 12 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 12 ha cả nhà. Cây này cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Những mặt hàng mà em bán cái giá tốt để cho anh em mình mua về để tập cho mai vàng, nói thực sự ra cả nhà mình luôn là anh chỉ lên có giới hạn thôi. Hy vọng sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ nha. Rồi, cây này bể đế rất là khéo luôn ha cả nhà. Đâu hoành đi em. Hoành chỗ này được 20. Hoành 20. Chiều cao là được 34. Chiều cao 34. Nồi đế là được 1m09. 1m09. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47. Cây này bể đế đặc lắm ha cả nhà.
Nhìn ở ngoài cây này rất là khéo. Ngày hôm nay tài giao lưu cả nhà mình luôn 2.250.000, em bao ship toàn quốc. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị đón nhận cái video này. Quý cô chú anh chị đi ngang thấy đoạn clip này hay, em xin mỗi người cho mỗi anh em nhà em một like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để em có động lực ra những video mới hơn giao lưu với tất cả mọi người. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.